như mỗi ngày bài học của chúng ta lại càng khó hơn đấy. Vì vậy nếu ai không chăm chỉ thì chắc là không theo kịp chương trình rồi. Hãy cố lên bạn nhé. Hôm nay chúng ta học một bài mới. Tuy khó nhưng cũng thú vị lắm đây. Bài học có tựa triệu và lớp triệu. Bài học này giúp cho chúng mình biết được lớp triệu gồm các hàng triệu. Chục triệu, trăm triệu, biết đọc, viết các số tròn triệu, củng cố, về lớp đơn vị, lớp nghìn, Thứ tự các số, có nhiều chữ số, giá trị của chữ số theo hàng. Chúng ta bắt đầu bài học nha bạn. Các bạn còn nhớ, ở bài trước, chúng ta đã được học hàng và lớp. Vậy bạn nào có thể nhắc lại giùm mình được không? Mình vẫn còn nhớ đây gà mơ ơi, để mình nêu lại cho nha đầu tiên ta có lớp đơn vị trong lớp đơn vị ta có hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm tiếp theo là lớp nghìn trong lớp nghìn ta có hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn vậy mình có số một trăm số này thuộc lớp nào đây bạn nào phân tích cho mình được không mình thấy số một trăm này thuộc lớp đơn vị chữ số một thuộc hàng trăm và chữ số không kế bên thuộc hàng chục Chữ số 0 cuối cùng thuộc hàng đơn vị. Thế còn số 1000 này? Số 1000 này có chữ số thuộc hàng nghìn và ba chữ số 0 lần lượt thuộc hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Cháu nghe giỏi lắm. Thế thì số 10000 này thì sao nhỉ? Số 10000 này có chữ số 1 thuộc hàng chục nghìn và bốn chữ số 0 lần lượt thuộc hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị thật. Vậy thì số 100.000 này thì sao hả con gái? Dễ thôi mà. Số 100 này, số 100.000 này có chữ số 1 thuộc hàng trăm nghìn và năm chữ số 0 lần lượt thuộc chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Wow! Con hay ghê. Vậy thì số 100.000 này thì sao hả? 100.000 gọi là 1 triệu. Số 1 triệu gồm có 7 chữ số, trong đó có 6 chữ số 0. Ta có 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu. 10 triệu còn gọi là 1 chục triệu và 10 chục triệu còn gọi là 100 triệu từ bảng phân tích số ta có lớp triệu gồm hàng triệu hàng chục triệu hàng trăm triệu các bạn biết không một triệu ở hàng triệu một chục triệu ở hàng chục triệu và một trăm triệu ở hàng trăm triệu là các hàng thuộc lớp triệu đó các bạn bài học của chúng ta hôm nay kết thúc tại đây đúng rồi bạn giỏi lắm 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 đúng rồi bạn giỏi lắm